Bài Thanh gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Trong clip ngày hôm nay thì em Thanh sẽ có chia sẻ với anh em về con nâng tiếng TD-CB900. Rất nhiều anh em vẫn cứ hỏi Đại Thanh về cái vấn đề là nâng tiếng TD-CB900 này, ở đặt trên vang hay dưới vang, hay là đấu trên vang, đấu dưới vang. Thì thực ra cái clip này em sẽ nêu ra những cái ưu điểm của cái vấn đề là chúng ta đặt cái nâng tiếng này phía trên. Và chúng ta sẽ thấy là gì, ưu điểm của cái phương pháp đặt phía trên này nó nhiều hơn là cái phương pháp đặt ở phía dưới như thế nào, để anh em có những cái sự gọi là quyết định. Đấy, và những cái sự mà hiệu chỉnh của mình. Thì để chia sẻ với anh em là khi con nâng tiếng ở đây thì em đang làm mẫu bằng con CB900. Thì có anh em có rất nhiều loại nâng khác, hoặc là những con lọc xì. Thì nâng và lọc thì cái tính năng nó đều như nhau, nó đều là thay đổi được cái tần số bát trung chép của cái tín hiệu cấp vào. Đây là cái đường đèn thể hiện tín hiệu này anh em này. Đây là đường đèn thể hiện tín hiệu này. Đấy. Thì ai cũng có một cái suy nghĩ là đấu kiểu gì cho nó hay, đúng không? Thế nào là hay nhất, mà cũng không có thử nhiều. Đấy, và hỏi em rất là nhiều. Em có rất nhiều bác khách mua nâng tiếng và hỏi nó nên là em quyết định làm clip này. Thì em sẽ phân tích cái điều đầu tiên ấy, những cái ưu điểm mà cái con nâng tiếng này mà khi anh em đấu ở trên thì chúng ta được lợi cái gì. Thì em sẽ phân tích luôn này. Thứ nhất, đây là cái dây cấp nhạc của nó này. Thì em sẽ cấp nhạc qua con nâng này, tức là em cấp tín hiệu. Anh em phải hiểu đây là con xử lý tín hiệu. Đấy, thì mình cấp tín hiệu vào nó trước. Thì mình xử lý được cái gì ở con này? Đầu tiên là mình sẽ xử lý được tín hiệu của hai vế trái và vế phải. Đấy, vì tín hiệu bao giờ nó cũng vế trái phải mà. Thì mình xử lý được tín hiệu của vế trái vế phải bằng cách như nào, em sẽ cho nhạc lên hướng dẫn anh em. Đặt bát đi này, bát lên này, tắt đi này, tép này, đấy, tăng lên này. Đó, thì anh em hình dung chúng ta sẽ xử lý được cái tín hiệu cấp vào, thay đổi được cái bát của nó này, cái chung của nó này, và cái giải chép cao của nó này. Đấy, là mình thay đổi được về tín hiệu nhạc cấp vào. Đó là cái điều đầu tiên, là thay đổi được tín hiệu nhạc cấp vào. Và tiếp theo là chúng ta có một cái nữa, đó là con nâng tiếng nào nó cũng có một cái gọi là cái về cho đường súp. Tức là nó có cái bass volume và cái solver để anh em chỉnh tần số. Đây. Đấy, tăng lên là bass nó đánh này. Đấy, solver là tần số cao thấp này. Đấy. Đánh pha này. Đấy, không pha này, thấy chưa? Đấy, thế là chúng ta là gì, thay đổi được hai tín hiệu với trái phải, hiệu chỉnh trực tiếp được tiếng súp. Đó là những cái ưu điểm của cách đấu ở trên. Vậy thì cái cách đấu ở trên này ưu điểm như thế, thì vậy cái nhược điểm nó là cái gì? Thì em cũng sẽ chia sẻ luôn. Đối với cái cách đấu ở trên này, chúng ta sẽ không chỉnh được tín hiệu từ con mic cấp. Còn tức là tín hiệu mic là nó sẽ không qua con nâng, mà vì con nâng nó đang chỉ xử lý nhạc không, nên là mic nó không qua, và gần như là sẽ không thể nào chỉnh được mic khi mà đấu nâng ở trên. Tức là chúng ta không có hiệu ứng thay đổi được tín hiệu bát trung chép cho mic. Đấy, mà chúng ta chỉ còn là thay đổi tín hiệu bát trung chép tại vang thôi. Đấy, thì đây nó cũng là một cái mà nó bất lợi khi mà chúng ta đấu con nâng tiếng ở phía trên. Đó là cái bất lợi của nó. Nhưng mà em sẽ đánh đổi bằng một cái cách là gì? Nếu mà em đấu con nâng tiếng này ở phía dưới, nó sẽ thay đổi được cả tín hiệu của nhạc và tín hiệu của mic và tín hiệu của nhại luôn. Nhưng có một cái vấn đề là gì? Nó càng làm nhiều việc thì nó càng khó, nó càng khó hiệu chỉnh. Đấy. Thế nên là em mới lựa chọn một cái phương pháp, đó là chỉ nâng nhạc không. Đó, để những cái nâng một loại thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn và nó sẽ tốt nhất. Đấy, nên là em chỉ áp dụng phương pháp là nâng ở trên. Còn em cũng có hướng dẫn anh em là nâng ở dưới.
Đấy, nâng ở dưới là nâng được cả nhạc này và cả mic, cả nhại luôn. Còn một cách nữa đó là nâng mỗi mic không thì nó lại mất cái nhạc và mất cái cả nhạc cả mic đó. Thì cái cách mà nâng mic không thì đa phần là anh em sử dụng ở cái vấn đề đó là anh em chơi ở sự kiện thì anh em can thiệp nhanh thì anh em lắp thêm một nâng tiếng vào để nâng bát chung chét thôi, cho tiếng mic, cho hai cái mic của mình. À, nó chỉ thế thôi. Đấy. Còn con nâng nó là một con mà rất đáng chơi, hiệu ứng mang lại rất là tốt đối với những bộ karaoke nó không được chất lượng cho lắm. Tắt đi này. Đấy, bây giờ bật lên này. Thì với cái clip này là em có chia sẻ và nhấn mạnh với anh em cái phương pháp mà em thấy là hiệu quả và tốt nhất. Đấy, đó là cái cách mà anh em nâng, dùng máy nâng tiếng này ở phía trên nhé anh em nhé. Đó, để anh em mình chơi. Thì em thấy đây là cái cách mà tốt nhất. Còn là tất nhiên mỗi người một cái đôi tai và mỗi một người cái nhu cầu. Thì nếu mà anh em mà thích nâng ở dưới cũng được, mà thích nâng mic không cũng được, nó tùy. Đấy nha anh em nhé. Còn cái cách tốt nhất mà theo em chia sẻ và theo em thấy theo cách ở trên, thì hy vọng với cái clip chia sẻ này anh em có thể về và vận dụng, áp dụng được với bộ karaoke của mình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo nhé.